sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bên nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong bao mắt thế giới ngoài kia em thấy mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này, dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bị thương, mẹ biết giữa em đây. Tới chừng nào anh mới hết yêu em đây? À, chủ nhật này em rảnh không? Anh qua rước em ở chỗ cũ nha. Ừ. Đi nha. Sau này mẹ có cưới chồng mới không? Em đây. Thì giả sử như mà mẹ gặp một chú nào ha, mà chú thương mẹ nè, rồi cũng thương con nữa, thì mẹ sẽ lấy chú làm chồng, con chịu không? Sao vậy? Nè, đây mẹ hỏi. Sao tự nhiên bữa nay lại hỏi mẹ như vậy? Mi trời, cái con nhỏ này trẻ con bây giờ nhạy cảm lắm, từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ, vậy nên chị phải thật sự khéo léo và cân nhắc, nếu không sẽ dễ dàng gây tổn thương cho trẻ. Chú. À, chào con. Mi. Nè, Mi. Con coi kìa. Nè. À, thích quá, con cảm ơn chú. À. Ăn giỏi nha. Công nhận nha. Con gái á, đẹp giống y như mẹ của con vậy đó.
Khen thiệt chứ bộ. Con ăn đi. À con ăn đi nha. Anh cũng ăn đi. À, cảm ơn em. Mời em. Em ăn cái gì nè? Cảm ơn anh. Chào con. Nè, con coi chú đem cái gì tới cho con nè. Chú. Ngoan quá. Để con ăn nha. Dạ. Ủa con coi cái gì hay vậy ta? Bấm nè, bấm đi. Đúng rồi. Trời ơi. Mở bự nha. Giờ ngủ sớm nha, mai đi học sớm nha chưa hả mi? Mẹ. Nếu mà mẹ cứ chú đó, mình đừng có bỏ con nha. Làm sao mà mẹ bỏ Hà My được? Sao Hà My hỏi mẹ như vậy hả? Con sợ. Con sợ gì? Con sợ mẹ thương chú đó hơn con. Mẹ không thương con nữa. Con nói tầm bậy rồi. Mẹ chơi với chú đó, mẹ không chơi với con nữa. Thôi đi cô nương ơi. Cô nương lo xa quá à. Làm sao mà mẹ bỏ con được? Hay bây giờ mẹ khỏi cưới chú đó luôn con chịu không? Ủa, bộ mẹ không thương chú đó nữa hả? Không phải là không thương, nhưng mà trên đời này á, người mẹ thương nhất là Hà My. Cho nên nếu mà Hà My không muốn nè, Hà My buồn á, thì mẹ sẽ không làm. Hà My chịu không? Dạ chịu. Chịu hả? Chịu hả? Chịu rồi thôi bây giờ đi ngủ cho mẹ được chưa? Ngày mai đi học nữa đó. Nha. Rồi nhắm mắt đi ngủ đi nhanh lên. Chọn giữa tình yêu và con gái sẽ là một lựa chọn khó khăn cho Hoàng Nguyên. Nhưng cuối cùng Hoàng Nguyên đã lựa chọn con gái. Giờ này tại sao chưa chịu học bài? Ngồi đây coi tivi hả? Hai đứa đi lên học bài nhanh. Nào nào đi đâu nữa, đi đâu nữa. Tới giờ phê một hình tôm và Jerry rồi. Tới giờ rồi. Hai đứa lấy đồ bóp cho ba. Đi đi. Mở coi. Anh sao vậy? Hả? Giờ này là giờ học bài của tụi nó. Tự nhiên coi phim hoạt hình là sao? Tới giờ con hoạt hình rồi. Anh bị cái gì vậy hả? Ba cho con lên học bài nhanh. Anh cũng đi học bài nữa hả? Lộn. Hai đứa đi lên học bài nhanh lên. Đi đi. Lên học bài nhanh lên. Đi. Đi học bài à? Đi học bài. Tại sao? Học bài chưa mà ngồi xuống đây coi tivi hả? Anh học bài cho tụi nhỏ rồi. Tụi nó thuộc bài rồi. Cái gì? Anh học bài cho nó mà tụi nó thuộc bài rồi hả? À, ý là dạy tụi nó học bài rồi. Thuộc rồi. Thôi đừng la nữa. Tức quá luôn á. Rồi cầm cái gì vậy hả? Kẹo. Còn trả lời nữa. Gia Huy, Gia Minh, Gia Khang,
Kể từ đây về sau không được ăn kẹo nữa. Ủa anh con em luôn hả? Lớn dạng cái đầu còn cầm cái kẹo nữa. Ăn theo phong trào mà thấy. Phong trào cái gì? Con Gia Minh, Gia Khang, từ đây về sau không được ăn kẹo bánh ngọt nữa, nghe chưa? Con mới có ăn 3 cái rồi, em ăn 5 cái luôn. Con mới có 4 cái là ăn 1 cái à. Trời đất ơi. Anh Hương, suốt ngày chiều con vậy hả? Rồi sao em dạy con được hả? Anh có biết là con nít ăn kẹo, ăn đồ ngọt nhiều nó sẽ bị sâu răng không hả? Em ơi. Hả? Nghe không? Nít mà ăn đồ ngọt là chuyện bình thường. Sao giờ cái gì muốn cấm chứ trời ạ? Vô lý à? Vô lý cái gì mà vô lý? Anh không nghe Hạ Quyên nói hả? Con nít mà ăn đồ ngọt nhiều sẽ bị sâu răng và bị béo phì nè, rồi bị chậm phát triển về chiều cao nữa. Ủa Hạ Quyên hay là bà Tiên mà cái gì bà cũng biết hết trơn vậy? Hạ Quyên là bác sĩ thiên thần mà, cái gì cũng phải biết chứ. Mình phải nghe lời Hạ Quyên, mình mới chăm sóc tốt cho con được, anh hiểu không? Con nít mà bây giờ em cái gì cũng cấm thì sao mà được? Ủa rồi bây giờ anh không nghe em đúng không? Anh không nghe đúng không? Không nói nhiều, hai đứa bỏ cái kẹo xuống, đứng lên, nhanh nhanh lên, đi lên học bài, nhanh lên, đi 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 đi, nhanh lên nhanh lên. Biết khó khăn khó chịu, ăn đồ ngọt làm gì không lớn, bộ nhìn tôi không cao hả? Ủa sao lụng vậy ba? Không lẽ thiệt? Có những muôn buông xuôi đều lo cho chính ta. Ngày ngày xa phố mua sắm là cả. Tụ tập quan sát trò chuyện với cô bạn thân. Chẳng còn muôn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối. Chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chữa che cuộc đời khắp gần sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất tin.